Chào các bạn nhé, hôm nay mình xin hướng dẫn các bạn cách Clam Unlock nhận được hai đồng token Mobility nhé. Số thông tin về đồng token này, số tổng cung phát hành là 20 triệu, đã có 131 tài khoản holder và đã phát sinh 2.180 lần giao dịch nhé. Okay. Đầu tiên các bạn truy cập vào link website Clam Unlock, link truy cập website được mình để hướng dẫn tả với đây nhé. Sau khi đã vào được website thì các bạn làm thứ hai bước hướng dẫn trên website này. Bước một các bạn là sao chắc quan chắc này. Các bạn có thể sử dụng nút copy qua trang nhanh ở đây. Sau đó các bạn quay sang ví MetaMask hoặc một chút Direct của các bạn nhé. Bạn thêm địa chỉ token vào ví cho mình. Ký hiệu token là Mobility, số tập phân 18 nhé. Các bạn nhấp F Custom và nhấp Hyper Token để thêm mới token nhé. Sau khi đã thêm địa chỉ token vào ví, các bạn quay trở lại website clamunlock.net, tìm tới mức 2, nhấp vào link tôi gọi đây để nhận được token nhé. Rồi các bạn nhập phần này, Clam và bài. Rồi nó sẽ dẫn xuống phần bên dưới này nhé. Thì ở đây các bạn muốn mua thì các bạn bỏ ra là 0.01 BNP để mua. Mình thích hết nhé. Còn các bạn Clam các bạn nhập phần này. Clam Mobility Unlock. Nó yêu cầu cái lối với các bạn rất tiếp theo và giúp cái lối nhé. Rồi, chưa được rồi. Nữa ghi ra, chờ một đăng chuyển mình sẽ phải làm lại sau. Thì trong thời gian chờ đợi thì các bạn cố gắng thường xuyên theo dõi website Clam Unlock.net để nhận những dự án miễn phí phần thưởng token mới nhất trên mạng Binance Smart Chain nhé. Và nếu bạn chưa có tài khoản sản xuất Binance Smart Chain, các bạn có thể vào đây đăng ký để ủng hộ kênh. Bạn lưu ý cột bên cạnh tay phải để những dự án Unlock đặc biệt sắp kết thúc được những ngày kết thúc ngày gần nhất thì được ở bên trên, và những ngày kết thúc lâu thì được ở bên dưới, để bên dưới nhé. Rồi thì các bạn sẽ phải làm lại nhé. Ví ngang là 0.000661 BNB lúc xác nhận này. Rồi ra về em xử lý đây. Ví khác mình nhấn Clam rồi đây. Đó, các bạn có thể ủng hộ kênh bằng cách đăng ký kênh và bật chuông thông báo để cập nhật những video mới nhất nha. Mình đã hướng dẫn các bạn cách kiểm làm được hai đồng token Mobility. Video xin được kết thúc tại đây. Cảm ơn các bạn đã xem video. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn nhé.